Romy xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui bên người thân và gia đình bạn bè ha. Thì trước đó mình nhận được cái câu hỏi của rất nhiều bạn rằng á là có nhiều bạn thắc mắc á là cái thẻ tín dụng á thì nó có phải là một cái món vay hay không? Nếu mà so sánh cái thẻ tín dụng với một cái khoản vay thì nó giống và nó khác nhau như thế nào ha? Thì ví dụ bạn cần mua cái xe máy như thế này đúng không? Thì bạn sẽ bình thường á, nếu bạn bạn không có tiền sẵn á, ví dụ như bạn chỉ có 20 triệu đi ha, cái xe máy này là 100 triệu, bạn có sẵn 20 triệu bạn muốn mua thì có nghĩa là bạn đang thiếu 80 triệu đúng không? Thì cái cách thông thường các bạn sẽ sử dụng á, là các bạn sẽ vay thêm 80 triệu nữa từ ngân hàng ha, rồi mình cộng thêm 20 triệu tiền gốc của mình có để mình thực hiện mua cái chiếc xe giống như thế này đó. Thì đối với một cái món vay á, có nghĩa là bạn sẽ xác định được trước cái tài sản cũng như là cái vật mà bạn muốn sở hữu ha, rồi từ đó các bạn cũng xác định được á, là cái số tiền hiện tại các bạn đang có là bao nhiêu và bạn đang còn thiếu bao nhiêu, thì mình sẽ vay cái số tiền thiếu để mình mua đúng không? Nhưng cái thẻ tín dụng thì nó hơi đặc biệt một chút xíu, thì nó cũng là một cái món vay đặc biệt ha. Đặc biệt tại sao? Tại vì á cái món vay thẻ tín dụng như thế này á thì bạn hoàn toàn chưa biết trước được cái mục đích sử dụng của bạn, có nghĩa là bạn chưa biết á là bạn sẽ sử dụng cái thẻ tín dụng để bạn mua cái thứ gì. Ví dụ như bạn mua cái áo, cái quần, hay bạn mua cái điện thoại, mua cái máy tính, hay là mua chiếc xe, hay là mua cái gì đó, có nghĩa là bạn hoàn toàn không biết trước cái mục đích sử dụng của mình. Nhưng cái thẻ tín dụng thì ngân hàng họ cấp cho bạn một cái hạn mức sẵn để bạn xài. Ví dụ như 100 triệu chẳng hạn. Thì khi nào bạn cần thì bạn sẽ sử dụng ha. Thì như thế mình nói với các bạn rằng á là cái thẻ tín dụng á thì nó được xem như là một món vay đặc biệt ha. Đó, các bạn hiểu như vậy nha. Rồi. Cái điểm khác biệt thứ hai của cái thẻ tín dụng với một cái món vay là cái gì các bạn hiểu không? Là bình thường á, ví dụ như lúc nãy bạn vay 80 triệu để bạn mua cái xe máy bên trên, đúng không? Thì chắc chắn bạn vay thì bạn phải trả gốc và lãi cho ngân hàng. Đương nhiên tiền lãi là phải có rồi ha, không có đường nào mà vay mà không có lãi đó. Thì nhưng cái ngược lại á, cái thẻ tín dụng á nó có một cái điểm nó rất đặc biệt ha. Nó cũng được xem như là một cái món vay. Nhưng cái món vay này có thể là bạn sử dụng hoàn toàn không có lãi. Có nghĩa là lãi suất 0% á. Thì lãi suất 0% từ đâu ra? Thì với điều kiện rằng á là nếu các bạn mua hàng và các bạn thanh toán đúng và đủ nha. Hạn cho phía ngân hàng thì các bạn sẽ được hoàn toàn miễn lãi. Có nghĩa là sao? Ví dụ như bây giờ tháng 8 này nè, bạn mua trên cái thẻ tín dụng của các bạn là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng đó sang tháng 9 ngân hàng sẽ yêu cầu bạn thanh toán cái món tiền 1 triệu đồng đó cho ngân hàng. Ví dụ như ngân hàng họ yêu cầu á là ngày 15 tháng 9 bạn cần phải thanh toán cái món tiền đó cho ngân hàng. Bây giờ mới tháng 8 mà, tới ngày 15 tháng 9 bạn cần phải thanh toán đúng cái món tiền là 1 triệu đồng cho ngân hàng trước ngày 15 tháng 9. Thì nếu như vậy á, bạn thanh toán đủ 1 triệu, đủ và đúng, đúng có nghĩa là đúng hạn á là trước ngày 15 tháng 9 thì hoàn toàn bạn chỉ trả cái tiền gốc 1 triệu đó thôi. Còn cái tiền lãi bạn không trả nó sẽ không phát sinh và bạn sẽ không cần phải trả tiền lãi. Thì nói cách khác á, là bạn đang sử dụng một cái món vay với cái mức lãi suất ưu đãi là 0% ha. Nhưng nếu mà bạn vay bạn mua cái xe giống như lúc nãy á thì chắc chắn mỗi tháng bạn phải trả lãi rồi ha. Đó là cái điểm thứ hai khác biệt căn bản thứ hai mà các bạn có thể thấy được giữa cái thẻ tín dụng với cái một cái món vay về cái mặt lãi suất ha. Rồi đó có một cái điểm đặc biệt nữa ha, là các bạn cũng sẽ thấy luôn là cái sự khác nhau giữa một cái món vay với lại một cái thẻ tín dụng, đó là cái hạn mức. Hạn mức có nghĩa là sao? Là nó như thế này nè các bạn ha. Thì đối với cái
món tiền bạn vay á, ví dụ như bạn vay 100 triệu từ ngân hàng đi, mỗi tháng bạn phải trả gốc cho ngân hàng là 10 triệu tiền gốc, thì bạn trả dần tới khi nào hết cái món tiền gốc mà bạn vay ha. Rồi thì ví dụ như sau đó bạn có nhu cầu để bạn mua một cái sản phẩm khác, ví dụ như cái máy tính đi, thì lúc đó bạn vay thêm một cái món tiền khác để bạn mua. Nhưng mà trong cái quá trình mà bạn đang vay để tiền để bạn trả cho chiếc xe, ví dụ như chiếc xe SH lúc nãy á, mà bạn chưa trả hết dứt điểm cái món tiền vay đó thì bạn không thể vay được cái món mới, thường là vậy ha. Nhưng đối với cái thẻ tín dụng á, thì cái hạn mức của cái thẻ tín dụng nó sẽ được hoàn trả ngay lập tức sau khi bạn thanh toán cái dư nợ. Rồi nói như vậy để các bạn có thể dễ hình dung hơn thì các bạn sẽ nhìn cái ví dụ sau ha, để các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ đây là một cái món, bên tay trái của mình là một cái món tiền vay, bên tay phải của mình là một cái thẻ tín dụng ha. Thì bên tay trái á, ví dụ như rằng á, là các bạn muốn vay là 120 triệu từ ngân hàng, và bạn vay cái món tiền này trong vòng 12 tháng, có nghĩa là mỗi tháng bạn phải trả tiền gốc cho ngân hàng là 10 triệu nè, mỗi tháng thì bạn sẽ trả cho ngân hàng tiền gốc 10 triệu. Đương nhiên là trong này mình chưa đính kèm tiền lãi, thì các bạn sẽ có thêm cái món tiền lãi nữa, nhưng mà mình đang nói cái tiền gốc thôi ha. Có nghĩa là ví dụ như cái tháng 1 bạn trả cho ngân hàng 10 triệu đồng tiền gốc, thì cái dư nợ còn lại của bạn là 110 triệu đồng. Tháng thứ hai bạn trả thêm 10 triệu đồng tiền gốc, có nghĩa là dư nợ còn lại của cái món tiền vay trên á là chỉ còn 100 triệu đồng thôi. Đó, và sang tháng thứ ba, thứ tư, thứ năm, nó tuần tự tới tháng thứ 12 là bạn trả hết tiền gốc, có nghĩa là lúc này á, cái dư nợ của bạn là còn là cái dư nợ của bạn cho cái món vay 120 triệu này là hết, có nghĩa là bạn hết nợ đúng không? Ví dụ như bạn vay 120 triệu này để bạn mua chiếc xe SH lúc nãy đó ha. Nhưng nếu giả sử ha, ví dụ như bạn trả tới cái tháng thứ sáu nè ha, từ tháng 1 tới tháng thứ sáu, có nghĩa là lúc này dư nợ của bạn còn lại là cho cái món vay trên là 60 triệu đồng ha, thì lúc này bạn vẫn còn nợ phía bên ngân hàng 60 triệu đồng đúng không? Thì thường á, ví dụ như ở thời điểm này nè, ví dụ như bạn 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 cần tiền để bạn mua một cái máy tính, bạn thiếu tiền, bạn không đủ, bạn phải vay thêm ngân hàng nữa, thì lúc này thường á là khi bạn yêu cầu ngân hàng cho vay thêm để mua máy tính á, thì ngân hàng họ sẽ không có cho vay, họ nói rằng á là bạn phải trả dứt điểm cái món tiền nợ này đi, cái món tiền 120 triệu này đi, rồi bạn mới được vay thêm cái món tiền mới để bạn mua cái máy tính laptop đó, nó là như vậy á. Nhưng mà bên cái thẻ tín dụng nó sẽ hơi khác một chút xíu ha. Thì ví dụ như thẻ tín dụng á, nó cấp cho bạn cái hạn mức là 120 triệu, hạn mức này có nghĩa là ngân hàng họ cấp sẵn thôi, bạn chưa hoàn toàn chưa có sử dụng trên đó, thì mỗi lần bạn chi tiêu thì nó sẽ thay đổi lại cái hạn mức trên cái thẻ của bạn. Thì nó thay đổi như thế nào các bạn coi ha. Ví dụ như tháng đầu tiên các bạn thấy à, tháng đầu tiên nè mình sử dụng là 5 triệu đồng ha, thì lúc bạn vừa xài 5 triệu đồng rồi á, thì cái hạn mức còn lại của cái thẻ chỉ cần là 150 triệu thôi. Thì cái hạn mức có nghĩa là các bạn hiểu cái hạn mức có nghĩa là sao không? Có nghĩa là số tiền còn lại các bạn có thể sử dụng trên cái thẻ đó đó, gọi là hạn mức ha. Rồi sang tháng thứ hai bạn nạp vô 5 triệu đồng, thì lúc này cái hạn mức nó sẽ được hoàn về lại là 120 triệu đồng. Đó là lúc này bạn có thể chi tiêu trên cái thẻ này 120 triệu đồng luôn. Đó các bạn hiểu không? Đó nó như vậy ha. Rồi sang tháng thứ ba bạn chi tiêu trên cái thẻ này là 25 triệu đồng, thì lúc này á cái hạn mức nó còn lại là chỉ 95 triệu đồng thôi. Hạn mức còn lại lúc này trên cái thẻ 95 triệu đồng, có nghĩa là bạn chỉ có thể mua được một cái sản phẩm nào đó từ 95 triệu đồng trở lại, còn trên 95 triệu đồng nữa là bạn không thể mua được, thì nó gọi là hạn mức ha. Rồi sang tháng thứ tư bạn thanh toán nè, bạn thanh toán có nghĩa là bạn nạp tiền vô cái thẻ đó đó, bạn nạp vô 10 triệu đi, thì nó tăng cái hạn mức lên lại là thành 105 triệu đồng. Đó các bạn thấy không? Có nghĩa là đối với cái thẻ tín dụng á, bạn chi tiêu thì nó giảm cái hạn mức xuống, nhưng mà khi bạn nạp tiền vô thì cái hạn mức nó tăng lên, nó tăng ngược lại. Thì do đó ví dụ như trong cái quá trình bạn xài á, bạn bạn nhìn qua phía bên tay trái đi, bạn thấy ngay bên cái khoản vay nè ha, là 120 triệu đồng, bạn vay 120 triệu đồng, tới tháng thứ sáu á là bạn đã trả được là đâu đó là 560 triệu rồi, bạn chỉ nợ là 60 triệu thôi. Nhưng mà bây giờ bạn mua cái laptop 20 triệu á, phía bên ngân hàng nó sẽ không cho bạn 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 vay nữa, tại vì cái này nó tính trên một khoản vay thôi, nó kêu là bạn phải trả hết cái món vay này đi và bạn mới mới nó mới cho bạn vay bạn mua cái laptop. Nhưng mà ngược lại phía bên cái thẻ tín dụng á, là khi mỗi lần bạn trả vô á, bạn thanh toán vô 5 triệu 10 triệu thì nó đều cộng lại vô cái hạn mức, thì cái hạn mức của bạn tăng lên lại thì bạn có thể sử dụng lại luôn ha, chứ mình không 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 cần phải nhờ ngân hàng họ vay một cái món mới cho bạn đó.
Đó, các bạn có thể thấy và các bạn có thể hiểu được là cái sự khác nhau là nó như vậy ha. Nó rất là căn bản ha. Rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video ha. Nếu các bạn có bất kỳ cái thắc mắc gì thêm á mà mình chưa có rõ, các bạn chưa có rõ thì các bạn vui lòng cứ để lại cái comment bên dưới video này nè ha. Thì sau khi mình xem các câu hỏi của các bạn rồi thì mình sẽ nhanh chóng phản hồi cho tất cả các bạn nha. Rồi, thì qua đó thì cũng kính chúc các bạn và gia đình thì được nhiều sức khỏe ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.